Hôm nay thì cháu Lực, công việc của cháu Lực đi xuống đấy các bác ạ, là cháu Lực có nghe được là hai chị Nguyệt Thúy có nói với cháu Lực là xuống để mà bảo với ông là đi lên trên xá để mà làm giấy tờ là xin kéo điện. Chào các ông các bà. Hôm nay Mạnh ở nhà làm gì? Ông không lúa. Không ông gặt lúa à? Ừ. Thế Mạnh không mở dây tay à? Thế bây giờ ông đang làm gì? À, ông đang ở dưới kia à? Ừ. À, mắt của Mạnh thì là đỡ hơn một chút rồi cô bác ạ. Hôm nọ thì là hình như là chắc là gặt thôi nha, là bị lúa là như kiểu là bay vào ấy. Mấy hôm nay thì là chắc là gặt thành ra là người đen xì hơn cô bác này. Ở nhà thì ông cũng kiểu là cũng không có cho cháu mặc quần áo kiểu đàng hoàng, nhưng mà đi cũng chỉ biết là làm mà như thế này thôi. Cháu được xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mấy chị kênh Bản Em một ngày mới. Xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục xuống cái nhà của hai ông cháu của bác ạ. Vừa rồi thì cháu Lực vừa ra đến đây thì là bé Mạnh cùng với lại ông là đang gặt lúa. Ông thì là ở dưới kia là đang tuốt của bác ạ. Ông thì là máy tuốt của ông thì hoàn toàn là bằng thủ công thôi. Và bây giờ thì cháu Lực sẽ đi xuống để mà phụ giúp ông thêm một chút của bác ạ. Nhìn thấy từ xa thì có vẻ như là hôm nay là ông gặt là gần hết rồi của bác ạ. Ở dưới kia là còn một chút thôi. Mạnh ơi, con đi xuống dưới không? Nó có cả quyết à hôm nay ấy? Hai bạn nhỏ thì chắc là chỉ có giúp ông là lấy lúa từ bên kia sang thôi cô bác ạ. Gặt thì chắc là chưa biết gặt mấy. Mày có đi xuống dưới kia nữa không? Mày ở đây nhá. Mày quyết là chắc là ở trên này luôn rồi. Ê, thưa cô bác, ở chỗ này thì có vẻ như là thời gian vừa rồi thì mưa rất là lớn, thành ra là tạo thành cái khe suối, tạo thành một cái rãnh rất là lớn luôn rồi. Sắp hết chưa ông? Sắp hết chưa? Ôi dồi. Hôm nay nắng này thì gặt tốt rồi ông nhỉ? Chỉ có gặt được năm nay nữa thôi cô bác ạ, sang năm sau thì chắc là không dùng được nữa rồi. Hôm nay ông làm từ mấy giờ ấy? Từ 1 giờ á? Ngoài chân lắm rồi không? Đạp từ 1 giờ đến bây giờ không? 1 giờ đấy. Tức là một mình ông là tự gặt xong lại tự tuốt. Ở trong làng thì hiện tại là ai ai cũng có công việc đấy cô bác. Cho nên là có nếu mà như kiểu người ta nợ công của mình thì là người ta mới ra giả thôi.
Mạnh là chắc là ra đây này, không có mặc áo dài này, ra đây rơm này cứa này. Thành ra là mới bị ngứa tay này. Bây giờ thì khỏi hơn một chút rồi. Có bị ngứa không Mạnh? Có bị ngứa không? Không á? Chỗ kia là bây giờ gặt luôn hay là mai gặt đâu? Hay là bây giờ để cái này vào trong bao hết đấy ông nhỉ? Gạt lên kia về xong là tuốt một lượt đâu. Gạt ở bên kia hết xong là tuốt một lượt xong là tí tách cái này xong. Ông Mạnh là chắc là đội mũ của ông rồi. Ôi đây ông ơi, này tí đây này, chỗ dệt chỗ rơi hết rồi ông ạ. Xong ấy. Đây là ví như là một hạt vàng cô bác ạ. Ôi ông ấy cái liềm ở đây chưa? Ui cháu Nguyễn có vẻ nó hăng quá ông nhỉ? Húc vừa ruộng không? Nhưng mà húc cái gì nó chả hầu hết thừa ruộng không? Mày ơi, mày quyết em nhặt những cái này, những cái bông này. Đây, anh nhặt được cái bông này. Đây những cái bông này mạnh này. Đây này. Đấy nhặt cái bông này. Đấy. Đó chỗ được bao nhiêu này. Mạnh thì là nhỏ tuổi nhưng là vẫn phụ giúp được ông bác ạ. Ui trâu của ông chạy ghê quá. Trâu của ông thì là đến gần mà cũng thấy ghê cô bác ạ. Tầm giờ chắc là no rồi, sung sức rồi ông ạ. Cái máy này của ông là mua được bao nhiêu năm rồi ông? 6-7 năm rồi á? Ui, thế là hơn cả tuổi Mạnh rồi đấy, máy này nhờ. Mày ơi, Mày á? À, dùng lau lên nối mà cái phần đấy còn là bị thủng luôn rồi cô bác này, cô bác nhìn thấy là bị rỉ luôn rồi đấy. Con gì đấy này? Về cái gì đấy? Dầu à? À chắc là dầu để mà nhớt này, bôi nhớt này. Rồi bỏ mẹ phá khá đó, kéo vào trụ, lưu cái này á. Ở dưới kia thì còn không? Chết nữa. Ở đây thì là ông ấy cô bác ạ, là một mình là tự gạt xong lại tự tuốt hết thôi. Ông có một cái rồi không? Cái rồi. Ở trên nhà có cái nào không? Nhưng mà cái nhà không lấy đi. Mày ơi, phải biết nó cái gì đâu vậy? Mày nhìn à? Một tang à? Bắt tàu à? Ui ở nhà ông thì có một cái liềm thôi cô bác, cho nên là có một mình ông gặt thôi, thì cháu Lực sẽ phụ giúp là ông là đứng để mà lấy lúa. Cái này thì là ông định lấy thuê là như nào không? Thuê á? Thuê ra mấy cây để làm à? Không có tiền cho này à. Sau này ông lại đi làm thuê để mà giả lại thôi nhở? Bảo lấy 700 thì mới làm ở chỗ này ấy. Cháu cứ để hết ở ngoài ra xong rồi một tí nữa là cháu với lại ông bác xong nhá.
cuộc sống của hai ông cháu hầu như là năm nào cũng thế các bác. Nếu mà đợt là Mạnh là còn là nhỏ là còn là không biết là chơi nữa, là còn không biết tự chơi nữa, là còn phải vừa điều Mạnh là còn vừa gặt lúa nữa. À, cái thuyền mới kia thì có vẻ có con cá hay sao ấy. Thế là Mạnh với lại Quyết đi xuống đấy bắt cá rồi. Cá kia mua lâu chưa? Thôi là bảy em nhỉ. Ôi Mạnh, đừng đi nhá, đi nó chết đấy. Thì nó chết cái đấy. Hầu như là thửa ruộng nào của nhau thì cũng đều là có nước hết cô bác ạ. Thành ra là vừa gạt lại vừa có để dưới kia thôi. Mày mới quyết đi đâu ấy? Đấy đâu rồi? Hả? Mạnh thì vừa rồi không cho nghịch cá cho nên là giận là bỏ ra kia rồi. Đấy. Hai anh em là giận rồi đúng không? Cá này ông mua lâu chưa ông? Tôi tưởng tháng 3 chứ mà sao nó bé tí thế không? Nó để nhiều con lắm. Nó để nhiều á? Nhưng mà nó con to không? Bé. Bé á? Mặn, mắn tây. À. Gạt hôm nay nó là hết rồi không nhỉ? Mà đâu đi tốt không? À, ở trên kia chưa tốt đâu. Nhưng mà là ông gạt hết rồi à? Hết rồi. Mà là cái cuộc sống của ông thì hoàn toàn là từ trước đến giờ là một mình là tự lụi thủi như này cô bác. Mày với lại Quyết thì là bỏ đi tít trên kia rồi. Thế là mai tầm độ một ngày nữa thì là mới hết ông nhỉ? Dạ? Một buổi nữa à? Không đến một ngày không? Thêm là một bao thôi. À vâng. Ông hôm nay là có vẻ là mệt hơn hay sao, nói chuyện nhỏ nhỏ đấy không? Mệt nó bị cảm đấy. Bị cảm không? Chứ ông bắt cảm chưa? Chưa. Thế để một tí nữa làm xong thì cháu để cháu bắt cảm cho. Thảo nào là hôm nay xuống thì mấy ông nhìn thấy là ông mà nói chuyện là nhỏ quá, hóa ra là ông là bị cảm rồi. Đi đến luôn không? Năm nay thì thấy là đợt mà mấy anh em thợ vận chuyển vật liệu đó các bác nói rằng là năm nay là chưa nhìn thấy là cái mùa vụ nào mà ông là nhà ông tốt như mùa vụ năm nay cả. Trên đây thì có vẻ như là có hang chuột đấy không nhỉ? Đây. Ủa, nó lôi thóc đi xuống dưới này không ạ? Ủa rồi. Hàng chuột là sâu ngòm quá ạ. Thế mà vài năm nữa thì là Mạnh có thể là lớn hơn thêm một chút nữa thì phụ giúp được ông là nhiều hơn các bác ạ. Sang năm sau thì là Mạnh là vài tháng nữa thôi, sang tháng sau thì Mạnh là đi vào lớp 1 rồi. Đây cũng may mắn là trên này thì có hàng xóm là
là em Quyết ấy là còn trùng tuổi với lại Mạnh thì hai bạn nhỏ là chơi với nhau. Không ra. Lên trên là đuổi bắt gà nhỏ ấy. Ôi cái bông này là bị lên cả mầm rồi không ạ này? À. Chỗ này thì có vẻ như là lên cả mầm rồi này. Hạt thóc thì là hạt nào hạt nấy nhìn trông rất là đẹp của bác ạ. Nếu mà như mùa vụ ruộng này của bác này, ruộng nhà ông mà tốt thì là hai ông cháu sẽ không có thiếu ăn đâu. Trước kia thì là chưa có vụ nào mà cho bón phân đạm ấy. Thực ra là năm nào thì cũng đều là thiếu gạo rất là nhiều. Đấy, nếu mà có hai cái liềm thì là hai ông cháu thì gặp nhanh hơn đúng không? Nhưng mà chỉ có một cái liềm thôi. Có vẻ nhìn thấy là cái vụ mạ nhà ông là lúc nào ông có cái cỏ cái lúa dại này rất là nhiều không nhỉ? Cái vụ trước cũng thế các bác ạ, cái mùa vụ mà đang gặt bây giờ này này, cái cây lúa giả này nếu mà mình trồng cái đấy là gọi là cái cây gì ấy, nhưng mà nó không phải là cây lúa các bác, nếu mà để mà trồng lên là cũng không được. Cá chép ruộng này bao giờ ông ấy thả đâu ấy? Làm xin này, thả xin này. Nhưng mà lúc nào chỉ bị làm ruộng thì ông chả bắt hết rồi nhờ? Không bắt thì mấy bữa bừa là nó phải chết hết rồi. Không, nó giờ mới đi tới. Vâng. Thế là chắc là ông vừa mới thả được con bé tí bằng đầu ngón tay của bác ạ. Ây da. Tôi gặp lúa này mà không có áo dài tay thì phải nói là rất là lúa các bác ạ. Ông này có vẻ là hay bị cảm đấy, nhiều ông nhỉ? Thường xuyên bị cảm đấy. Ông này thì muốn ra xấu ấy. Thêm ông cháu mình thêm mỗi người một chuyến đâu ạ. Thế hết rồi. Hai ông cháu mình không làm nhanh lên là một tí kẻo là một tí trời mưa đâu ạ. Thật ra trên kia là có mây đen rồi. Cái thời tiết ở thời gian này với các bác là ban ngày thì hay là nắng oi, xong rồi đến buổi tối thì là mưa to. Thế này thì chắc là tuốt được tầm 30 phút là hết rồi không ạ?
Cháu để đây, à đây. Đấy, bây giờ thì giá lúa khang dân này. Đây là lúa, đây này là loại loại gì không? Khang dân à? Ừ. Vâng. Giờ tôi mua thì một gói giống này là bao nhiêu tiền không? 80.000 á? Mà gói 240.000. Có vẻ như là ông để như thế này thời gian. Ông cầm cái liềm, từ từ. Cái liềm liềm này đổ ra đâu? Ông bỏ cái liềm ra đó. Ok quá, thì nó trúng. Ông bỏ cái liềm ra bên kia đó. Đạp lâu thì phải nói là rất là mỏi chân quá à. Ông thì còn đạp đến từ 1 giờ đến bây giờ rồi. Kiểu thấp quá không ạ, đặt khó quá. Thấy ạ, ông ơi, thấy ông cầm để cho cháu nha, để cháu đạp nhá. Ông ra bên này để cháu đạp một lúc đi. Không, đạp ở đây khó quá không ạ. Nếu mà tính ra thì có tầm độ là 3 người thì làm nó nhanh hơn các bác ạ. 2 người thì là hơi chậm. Vừa rồi thì ba ông cháu cũng đã lại tuốt xong thêm một chút rồi các bác ạ. Đấy, nhưng hôm nay thì đi xuống thì thấy là cánh đồng ruộng của nhà ông thì là ông cũng lấy hết rồi, có vẻ như là năm nay thì
lúa của nhà ông thì sẽ thu hoạch được là nhiều hơn so với lại mọi năm một chút cô bác. Giờ mày lên thì có thêm là bạn Nghiêm để mà lên cùng số công cháu lực là giúp đỡ ông. Nghiêm gửi một lời chào tới các bác Nghiêm. Ông Nghiêm xin chào các bác ạ. Trong lúc mà có lúc mà cháu lực làm ấy thì là bạn Nghiêm là hộ cháu lực là cầm máy quay luôn. Chỗ này là cũng lúa thóc cũng rơi xuống nhiều đấy ông nhỉ? Này cái máy này thì là vừa nãy ông có chia sẻ đấy cô bác ạ, rằng là hơn tuổi của Mạnh rồi. Con chỉ gọi ơi đi rơi mà. Từ, bây giờ lấy hết cái này. Lấy cái này ra ông nhỉ? Lấy hết cái phần rơm ra đó. Xong thì tí nhấc cái máy lên sau. Bé Mạnh thì là với bé Quyết là ở trên kia rồi cô bác. Ở trên nền nhà trên kia. Ông nọ làm Mạnh đi xuống đây đó, là cùng ông làm ấy thì là thóc là rơi mất ấy, thành ra là ông bảo là Mạnh là lên trên đấy. Cái này thì gọi là không có cái phần đáy rồi nhờ. Nếu mà cái này là có phần đáy là có thể là đặt là ở trong ruộng nước luôn được ấy. Ở đây còn một đáy nữa không? Nhưng mà từ từ nhớ ra bạn nhé, để tuốt thêm cả cái này nữa. Còn thêm là 2-3 nắm nữa, chỗ ông tay của ông đang cầm ấy. Có vẻ như là dùng cái tuốt bằng thủ công này cô bác này, thành ra là nó bị rơi rất là nhiều những cái bông thóc xuống. Nhìn những cái bánh răng này quay thì cũng rất là nguy hiểm này. Sợ là vào đến gần nó cuốn quần áo đi cái là kẹp rách cả hết quần áo luôn. Ông thì hôm nay là có vẻ như là ông bảo với cháu lực rằng là bị cảm đấy các bác. Thành ra là nhìn vào ông thì cảm thấy rất là yếu đuối. Để nó rơi ra ngoài một tí là phải nói là cả công sức cả một năm ông làm. Này bây giờ làm nhức cả cái máy nó ra luôn không nhỉ? Rồi chó nhà ra đây sang không? Bỏ máy hết đi. Nắp chè lấy được ra được không? Cái máy này thì gọi là bây giờ ui rồi này, nhớ được từng gọi nhớ được từng bộ phận ra được không? Cả cái phần nào để mà tuốt này nó cũng nhớ được ra luôn này. Bây giờ cái máy để mà tuốt bằng đạp bằng chân này các bác này thì là hầu như là chắc là hầu như là không có ai bán nữa rồi.
Bây giờ thì người ta toàn là sử dụng bằng cái máy tuốt bằng xăng, bằng dầu hết cả. Cái này mai mang lên trên này tuốt, là tuốt ở trên kia không? Rồi thì đâu đó là tầm là được à, tầm 2 bao nhỉ chỗ này ấy. Mà nếu mà như có cái máy đập mà cháu Lực mua ở trên nhà của như nhà của em sửa đấy các bác, là không cần phải là làm như thế này nữa. Ủa cái gì rơi đâu? Thì đấy chắc là Mạnh nhặt đâu về thôi. Mãi đến cái mùa vụ này thì là bây giờ gạt hết xong, thu hoạch hết lúa xong thì lại tiếp tục là thêm là trồng thêm một vụ nữa các bác ạ. Ở trên trên vùng cao này thì là có cái nơi thì là người ta làm 2 vụ, còn là có nơi thì là người ta làm 1 vụ thôi các bác ạ. Đây làm được 2 tỉnh lít nữa thì là sao? Nhưng mà chắc không nước rồi mà. Nhiều nó lọt nhiều rơm quá nhỉ. Và trong thời gian vừa rồi thì chắc là cũng có một số cô bác anh chị là Mạnh Thường Quân là cũng có kiểu là cũng có hơi buồn, cũng có hơi buồn với cháu Đức rằng là nhận tiền quý của các bác lâu rồi mà chưa có thể mà đi vào làm nhà với các bác đấy. Thì cháu Đức cũng rất thường xuyên là xuống để ghi hình cũng như là cuộc sống với lại những cái điều mà hiện tại cháu Lực không thể lấy được vật liệu vào. Nếu như trong thời gian vừa rồi các bác, thời gian trước ấy, nếu mà như không có mưa ấy, đường không có bị sạt ấy, là mấy em thợ có thể là vừa làm nhà ông có thể là làm việc khác được. Như là Mạnh đấy, là khi mà ngày mai là ông phơi thóc hay là trên kia là gọi là như là có trách nhiệm là trong thóc của bác ạ, không cho chó vào đấy bới ấy, gà với chó. Này là mai phơi thì xong là mới lại lọc lại thêm một lượt đấy hả ông? Bây giờ mà làm tỉ mỉ quá thì lại tối mất rồi ông nhỉ, lại không có làm được thêm việc khác. Ông liền một tí nữa là khi mà lấy lúa xong, khi mà làm xong các bác lại tiếp tục là đi lấy rau lợn. Rau lợn của ông là lấy xong chưa ông? Lấy rồi à? Lấy rồi. À, chưa lấy không? Lấy bon. Ờ, lấy bon đấy này á? Là lấy chưa ông? Lấy. Ờ. Phía trên kia thì là hàng xóm, là cháu được nhìn thấy là cũng đang gặt cô bác ạ đấy. Còn về hai ông cháu thì ông thì là những cái ngày mà người ta thuê đấy cô bác, là ông thường là đi lấy để mà lấy tiền là nhiều chứ ông mà không đổi công. Thì ra là khi mà xuống nhà ông thì bắt gặp là lúc nào ông cũng làm một mình. Chàng ơi,
ăn cây đỏ mà ông bảo mà cây ạ, nước như anh đúng rồi. Lấy cho ông thêm một cái bao nữa. Nước chảy à? Nước chảy nữa. Đi lấy cho ông thêm một cái bao nữa đi. Cái bao ơi. Sẽ nước chảy nữa ăn đòn à? Lấy mà. Mạnh với Quyết thì là trên này, lên trên này là chuyên gia là nhặt gạch ra để xếp này cô bác này. Đang xây gì vậy mày? Hả? Xây nhà à? Mệt đấy ông nhờ? Ông thì là còn bị cảm một chút rồi, sắp không nói được rồi, hay là vắt xá trước đi ông? Có mất. Thế để nghiêm ơi, bạn vắt xá cho ông đi. Đây, vắt xá cho ông trước đi, đấy. Nghiêm thì là tay to hơn thì vắt xá là bắt cảm là được hơn không á? Đâu lưng có rồi. Đang bị cảm là ông vẫn còn không có nghỉ ngơi đâu bác ạ. Cái công việc thì tranh thủ là trời nắng ấy là còn là làm luôn, chứ để mà mưa thì lại không có làm được rồi. Rồi, ông ơi, đưa cháu đi. Đây, ở phía bên này thì là này ông bảo là có một chút đấy các bác, là ông gạt ra đây, đây cũng có khá là ít thôi các bác, không có nhiều mấy. Rồi, đây nó độ tầm là được tầm gần một bao. Đấy, còn ở đây thì là hiện tại là hầu như là những cái mà cần thiết thì là chất lực cũng gọi là chuẩn bị trước rồi các bác ạ. Bây giờ thì có chỉ có gọi là chuẩn bị thêm là lấy thêm là vật liệu vào thôi. Ông là bị trúng gió ở đấy nhở? Thấy là vắt một tí là đỏ đen đỏ cả người rồi. Hoa mắt đau lưng nữa hả ông? Ông hôm qua là đi dầm mưa à? Hôm qua đi mà cấy ruộng kia. À, hôm cấy ruộng à? Mới về, từ mưa về, áo ướt hết. Thế là hôm qua là ông dầm mưa về. Thế là các bác nhìn thấy đây, ông người từ trên cổ đến mặt là thời gian này là đen xỉ hết luôn. Ông phải chịu khó là đội mũ vào ông nhá. Đi làm này. Ban ngày thì rất là nắng nóng các bác ạ, còn đến đêm thì lại mưa. Tầm bây giờ mà một tí nữa là không có về sớm là còn bị dính mưa nó về ấy. Xe thì đợt này là không có lấy được để lên trên này rồi, để tít lên trên chỗ nhà của anh phòng ấy các bác. Ông đừng gồng nhé, gồng là không có được đâu. Đây, hôm nay thì cháu công việc của cháu Lực đi xuống đấy các bác ạ, là cháu Lực có nghe được là hai chị Nguyệt Thúy có nói với cháu Lực là xuống để mà bảo với ông là đi lên trên xá để mà làm giấy tờ là xin kéo điện. Đây, hôm nay cháu đi xuống thì ông ạ là hai chị Nguyệt Thúy có bảo với cháu bảo là cho ông đi làm cái giấy để mà kéo điện ông ạ. Đi trên xá xin kéo điện ông nhá. Xong mà lúc nào mà được thì là ông bảo với cháu nhá. Hôm nay cháu đi hỏi người ta thì là bảo là cần cái căn cước công dân của ông này. Với lại thêm là hình như là giấy CT07 đấy. Bây giờ thì xá thì cũng gần hơn rồi cho nên là ông cũng phải là lo ngại ông nhá. Để một... Vâng, để cháu lấy một tí dầu về thoa cho ông nhá. Cái dầu gió thì là đợt trước là cháu Lực cũng đưa cho ông, nhưng không biết là ông còn không. Hôm nọ thì là bác Thảo Đỗ có gửi cho Lực là dầu gió rất là nhiều. Dầu gió hôm nọ cháu đưa cho ông thì còn không? Không biết còn không á? Bắt cảm là phải thoa một chút dầu gió không ạ? Thì nó mới
Đấy, một tí để Nghiêm bắt cảm xong thì Nghiêm thoa cho ông một chút. Ui, đây này, đèn ngòm mố bao này. Ông thì thấy là khi mà bị cảm ấy, thường là làm như thế này thì là khỏi nhanh hơn hả ông? Không bắt là không khỏi không? Này Nghiêm này, đây được. Thoa cho ông này, để cho nó ấy, nó nóng thì nó mới ấy được. Biết vặn không nhiêu? Không vặn máy không dài. Vừa vặn vừa kéo nhá. Nghiêm thì có vẻ như là do gió đây nọ chưa cầm đi lọ nào Nghiêm? Chưa. Chưa? Ôi bạn ơi. Không được à? Đây để cho ông ấy. Đấy. Ông thì dùng rồi thì ra là biết mở. À Mạnh nói là dầu gió là còn. Mạnh nói là dầu gió là còn không các ạ? Đấy phải là vừa gọi là vừa vặn xong lại vừa kéo ra nữa. À, vừa vặn xong lại vừa kéo ra. Mắt sáo một tí thôi không? Đấy, ông à, để ý một tí là đem theo áo mưa nhá. Áo mưa thì đợt trước là cháu cũng mua cho ông rồi đấy. Đây này, đỏ hết cả đèn, đỏ hết cả ngực rồi này cô bác này. Đấy, à, ông thì vừa rồi cháu nói thì là mai nếu mà buổi sáng sớm ông rảnh nghe không nhá, thì ông lên trên xin làm giấy kéo điện xin cho cháu nhá. Ông Ngọc trên kia đúng không? Ngọc ấy. Nay cháu hỏi Ngọc rồi. Ông Ngọc bảo là cho ông đi photo cái căn cước này, xong là cái tạm trú này, à cái CT07 không? CT07 để mà đưa cho ông Ngọc, thì độ tầm sang tuần sau thì sẽ kéo được. Đấy thì bây giờ cháu sẽ chuẩn bị là cháu đi mua dây điện trước. Kéo từ trên cái cột điện to cái xuống không á, thì mình sẽ không phải là dùng điện của nhà Quyết nữa. Thì sau này là kéo vào xuống dựng này mới được, trong đồ họ cũng cho xuống. À dùng này cũng được, nhưng mà ông với lại thêm một điều nữa nhá, ông xem với cháu nhá, xem là người ta cho kéo điện không ông nhá, chứ không là mình mua điện về cái là người ta không cho kéo thì đến lúc ấy rất là phiền phức đấy. Kéo đây xuống đây được, nó dừng của cái ông thử làm trên. À đấy là rừng của ông thợ mình làm được đúng không? À có nếu còn rừng ông thợ thì chắc là sẽ. Vâng. Vâng, đấy thì là từ nay là ông sẽ có một cái đường điện pha riêng mới đó. Một điện đường riêng mới cho là hai ông cháu. Thì sau khi mà làm nhà xong thì mới có điện để dùng được. Chứ bây giờ nhà Quyết thì là cũng chỉ cho được dùng là được tầm 2 tháng thôi. Bao giờ hoàn thiện nhà thì lại không cho dùng nữa rồi. Đấy thì công việc hôm nay cháu Lực đi xuống thì là cháu Lực cũng vừa nói với ông đấy cô bác ạ. Thì chắc là cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi cô bác. Chắc là cháu Lực cũng xin được là chia sẻ đấy cho các bác ạ. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và xin cảm ơn và thay mặt gia đình hai ông cháu gửi một lời cảm ơn tới hai chị Nguyệt Thúy rất là nhiều. Thời gian qua thì các bác cũng đã nghe tên là hai chị Nguyệt Thúy rất là nhiều. Nói là hai chị đồng hành cùng với cháu Lực rất là nhiều cái hoàn cảnh rồi. Hầu như là hoàn cảnh nào thì cũng có đều có tên và sự góp mặt của hai chị Nguyệt Thúy hết. Ở đây thì không chỉ là hai chị Nguyệt Thúy mà thêm là một số các cô bác anh chị là mạnh thường quân khác nữa là đồng hành cùng cháu Lực cô bác nhé. Trong thời gian tới thì cháu Lực rất là mong sau khi mà cháu Lực đi chia sẻ những hoàn cảnh mới thì sẽ nhận được sự yêu quý của các bác cô chú anh chị mạnh thường quân nhiều hơn để mà giúp đỡ những hoàn cảnh đó. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác. Chào các em các chị nhá. Ấy Mạnh thì là ở nhà là phụ giúp được ông cái gì thì là phụ giúp nhá. Ông bị như nào thì là alo cho chú Lực nhá. Rồi còn bây giờ thì nào, gửi một lời chào tạm biệt tới các bà nào. Con chào tạm biệt các ông các bà. Rồi bye bye các ông bà nào. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc
những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.